Caffeine là một trong những chất kích thích phổ biến nhất mà loài người tìm ra và vẫn sử dụng tới ngày hôm nay, và những chục năm về trước nó được bỏ vào trong pre-workout rất nhiều đó, và nó có nhiều cái dạng caffeine khác nhau. Thì những cái sản phẩm pre-workout nào mà nó tạo ra cái đó nó kêu là ENERGY. Thôi giờ nói luôn nè, cái này nghe nó phủ mà nó thật các bạn. Cái gì ta nói lại gì, cần cù bù thông minh đúng không, chịu thương chịu khó có ngày thành công. Mà riêng cái thằng tập tạ đó, càng nghèo càng chịu thương chịu khó càng chết. Ngon phản biện đi các bạn, không thành công được, không thành công được, nó ngộ lắm. Vậy bạn nghĩ đi. Và trong chương trình ngày hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đi chia sẻ với các bạn cái đặc sắc của nhà EVP. EVP là sản phẩm chiến lược của nhà Evogen. Và ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra tiếp một cái khái niệm, đó là gọi là gì ta, bộ ba thần trưởng, bộ ba thần thánh tam triều nguyên lão gì đó, chứ muốn kia là cái gì cũng được. Nó tóm lại đó là ba thành của nhà EVP, mà các bạn chơi là phải chơi đúng bộ, đúng compo nó mới đã. Đó là gồm những cái gì? Thứ nhất, thiên hạ đệ nhất re-workout phổ biến xịn sò của những nhà Mesolimia, EVP. Trong EVP nó có EVP 3D và EVP extreme. Khác nhau sao như thế nào chúng tôi nói. Cái thứ hai, không thể thiếu intra workout đi kèm với tụi nó là gì? Amino KEM, đọc là amino kem. Và cái thứ ba cuối cùng, post workout duy nhất cũng không thể thiếu của nó luôn là gì? Isotest. Thì bây giờ là Duy Nguyễn sẽ đi qua nhà EVP. Mà EVP thì nó có hai loại, EVP 3D và EVP extreme khác chỗ nào. Đây. Thì để đi qua kiến thức này, Duy sẽ nói cho các bạn nghe là chùm chơ một phần kiến thức của thằng thiên hạ đệ nhất thì workout là PUMP của Labrador. Đại loại. Thôi bây giờ nói vậy nè, một cái Stim free với một cái non Stim free. Chỗ này nó có hơi chơi chữ một chút nha các bạn. Tại vì nên là không, mà free cũng là không. Vậy không là có, tức là non Stim free là có tim đó, đúng không? Đó. Vậy thì trong tiếng Anh á, cái chữ Stim á là kích thích, đó là Stim, còn Stim free là không kích thích. Vậy thì cái công nghệ được cao bây giờ Duy sẽ đi vô thằng 3D trước nha bạn. Khi mà bạn học kiến thức về thằng 3D, bạn phải biết cái chữ pump. Tại vì thì một cái sản phẩm reward cao nó cung cấp là cái gì? Thế giờ bạn uống reward cao sao bạn mới biết nó là reward cao mà nó không phải là boss reward cao. Nó giống như vậy là một người con gái sao mà là một người con gái, chứ người con gái không phải là Duy Nguyễn. Có phim ngày xưa không? Thí dụ thằng đó đụng dư nhỏ đó chỗ nào nó nói thì ra cô là nữ giả nam trang. Thì đó, cái đó là dấu hiệu nhận diện con gái. Vậy thì giờ dấu hiệu nhận diện reward cao là gì? Reward cao nó có cũ và nó có mới nha các bạn. Bây giờ quay về kỷ niệm lúc còn nghèo khổ, cái đây chừng năm mười mấy năm, 20 năm gì đó. Caffeine là một cái gì đó nó kích thích từ cổ xưa tới giờ, uống vô là tỉnh táo khỏe mạnh rồi đập gì đùng gì đó. Đó. Caffeine là một trong những chất kích thích phổ biến nhất mà loài người tìm ra và vẫn sử dụng tới ngày hôm nay, mà những chục năm về trước nó được bỏ vô trong pre-workout rất nhiều đó, và nó có nhiều cái dạng caffeine khác nhau. Thì những cái sản phẩm pre-workout nào mà nó tạo ra cái đó nó kêu là ENERGY. Thôi giờ nói luôn nè, khỏi lan man Duy Nguyễn dạy bao dễ hiểu. Bây giờ là re-workout ENERGY. Thấy nó confuse rồi đúng không? Có con trai ENERGY chờ chút lấy ra mượn coi, không quảng cáo nha. Không quảng cáo nhưng mà anh thức. Cái tập tôi nhiệt tình lắm, tôi giới thiệu gì được, giới thiệu tới nơi tới chốn mà. Mấy bạn ở bên Mỹ hay bạn đâu đó bạn sẽ thấy cái chai giống vậy, đừng nhìn nó, tôi không có bán đâu, nó nhìn cái bắp này. Nó giống vậy nó kêu là ENERGY. ENERGY là gì? Uống vô sung, uống vô tỉnh táo ENERGY. Đó là có cấp độ mà re-workout của bắp nhất. Tức là không hiểu ENERGY này là cái gì, là nó có caffeine vô, uống vô tập trung, nó chẳng nào nó có tấm gọn uống nước đường và caffeine vậy thôi à. Mà có loại nó không đường với loại nó có đường nè, mà thấy nó ghi chữ ENERGY cho bả này không, ENERGY. Vậy thì loại này trash quăng xài, nhưng mà tại sao ta bán được? Tại vì nó xài cho những cái đối tượng cũng có cần, ví dụ như giờ lái xe, ông lái xe ông xài này hợp lý hơn à. Ông lái xe ông xài được cao là ông hơi sốc hàng ông nội, nhưng mà ông lái xe mà ông xài được cao mà cụ bắp thì được. Thì cua bắp nó như này thôi gì đâu. Nhưng mà thôi thiệt á, nếu mà xài điều cao bắp uống bà nó này đỡ tức mà. Chứ còn mà ông lái xe ông xài cái này là thôi đốt sách. Tầm bậy, ông tôi bán cho ông mua về ông xài, ông lái xe tôi cũng bán luôn. Ông uống học bài là tôi cũng bán luôn. Vậy tại sao tôi không bán, nó không có đáng. Tại vì cấu thành một cái ENERGY là gì? Nó chỉ cần có caffeine thôi. Và nó bỏ thêm mấy vitamin sầm cúc vô, BBB vậy nhảy tưng gì vô. Dễ thương thế mentorin hết cỡ. Vì vậy hàng tử tế lắm là vậy. Đó là những nhánh ENERGY dành cho sự tập trung mà không cần vận động, nhớ ngắn gọn thôi. Sự tập trung mà không còn vận động. Vậy nó đi qua cấp cao hơn xíu là rượu cao xạo. Rượu cao xạo là mấy muỗng mà dưới 10 gram nó thẳng luôn. Bạn uống rượu cao bạn coi muỗng bằng nhiêu gram. Trong đó nó để một cục cho bá lửa, nó giống như cái gì ABCDFGH matrix 5 gram. Và xong đó nó ghi chất A, chất B, chất C, nó không ghi chỉ cô được hết, một cục cho bá luôn. Bạn coi cái label nó sẽ nhiều cái loại vậy lắm. Không chơi tôi mấy cái đó thì tôi làm clip đó. Mình làm clip mình hướng dẫn các bạn là phải giải thích được cơ chế rượu cao nó hoạt động như thế nào. Vậy thì trong một buổi tập cái cảm giác nó con người ta nó có nguồn năng lượng dồi dào là cái nó dễ đánh lừa chúng ta nhiều nhất. Nguồn năng lượng dồi dào đánh lừa các bạn đó chứ không phải giỡn đâu. Tại vì các bạn tập bạn nghĩ rằng uống vô nó sung là nó work. Bạn đâu có cần biết nó work sao đâu, nó tập trung cái nguồn năng lượng. Giống như họ uống rượu mà có năng lượng không? Uống rượu cũng sung vậy. Vậy thọ mà uống rượu có work không? Tức là cơ thể của người ta đang bị kích thích. Mà bạn nên nhớ nha, khi một chất kích thích đi vô cơ thể nó không coi là bạn rồi đó. Nó coi mày là kẻ thù, tao phải xử mày. Ví dụ bạn uống rượu vô thì alcohol, cơ thể mình nó coi là kẻ thù, nó phải xử alcohol cái đã. Mà tới hội xử không được thì bạn bị ngộ độc ethanol luôn. Có mấy đứa rồi đó. Không, đâu có xạo đâu bạn. Rồi thôi, quay lại vấn đề. Vậy thì những cái loại rượu cao energy, rượu cao nó cung cấp energy là chính, thì nó sẽ có caffeine trong đó và nó có một số chất nữa, tùy vào cái sản phẩm đó nó viết về nó cùi mà nó có những cái gì. Còn phê hoặc cao pump không energy. Ồ, cái này kiến thức mới nè. Cái chữ pump nó mới ra gần đây thôi nha bạn. Nó mới ra gần đây thôi, chừng 5 năm đổ lại là thằng pump nó được lên tầm cao mới, chứ chưa. Hồi xưa nó còn đang này nọ kia, nói chung là cuộc cách mạng nào cũng có phải thời gian. Và thằng pump bây giờ là gì? Top. Thằng pump bây giờ là gì? Là high class. Thằng pump bây giờ là gì? Là dành cho những người yêu đời sợ chết. Nói trắng là vậy, tôi pump không à. Vậy thì bây giờ á, bạn so sánh hai cái loại đường cao, bạn sẽ có sự khập khiễng. Ủa uống này vô thấy phê quá, uống này vô tôi không thấy gì hết. Đó là bạn muốn tìm cái gì? Mày uống cái thằng bum vô mày kêu mày đòi energy ở đâu ra? Rồi mày uống cái thằng energy cho mày đòi pump ở đâu ra má? Không có, thằng điều cao không có bum dục. Tại sao tôi nói tôi gắt như vậy? Tại cái pump là cái mà nó làm cho bạn buổi tập có hiệu quả. Ủa thằng điều cao không có pump là thằng này nè, tôi dục lộn bạn ơi. Mà thông cảm bạn, cái hũ này hết rồi. Cái hũ này uống hết rồi dục thôi. Cái hũ này dục nó còn cái xì từ lưa hết không được. Đúng không? Bây giờ kia hỏi anh ơi Duy Nguyễn ơi, em muốn bò cụm tập tạ được không? Đá cho nó một cái thôi. Mà dạo này tôi khó ở rồi bạn ơi. Dạo này cuộc sống áp lực quá mà khó ở á. Xong tụi nó lên mạng tụi nó hỏi sàm xí cút luôn, nóng lắm. Nói em uống nước mía tập được không anh? Em muốn bò cụm tập được không? Cái mày coi cái bò cụm mày đọc cái label mày hiểu không? Mà bò cụm nó có disc, có đáp, có đi một cando. Bò cụm mày mua ở đâu nữa? Vậy bạn coi cái điều cao uống nó có bơm hay không? Có bơm hay không giờ mới biết nè. Vậy thì bơm là gì mà ông Duy Nguyễn nói nhiều vậy? Bơm là một trạng thái khi chúng ta tập luyện cơ bắp căng phòng, mạch máu ngất ngay. Cái từ này tôi làm năm 2016 đó bạn. 2016 trong bài khí phát streamer. Đó, thấy điều trước hồi đại rồi chưa? Là cái cảm giác đó là cái cảm giác an toàn nhất để cho chúng ta tập luyện. Nó đẩy ở dòng cái dòng blood flow là dòng máu bình thường các bạn bơm giống như là thủy triều bình thường rồi đó. Còn bây giờ nó pump một cái nó đẩy mạnh lên ao ao vậy nè, thì tốc độ vận chuyển máu trong thành mạch của bạn nó nhiều hơn, nó nhanh hơn, nó vận chuyển dinh dưỡng nhiều hơn, nó đến cơ bơm ra. Vậy muốn đạt được cái trạng thái pump đẳng cấp phải đạt được ba yếu tố. Thứ nhất, blood flow phải mạnh, blood flow. Thứ hai, trong cái dòng blood flow đó máu nó phải nhiều dinh dưỡng chứ không phải máu đói. Máu đói là máu gì? Cái này nghe nó phủ mà nó thật các bạn. Cái gì tao nói lại gì? Cần cù, bù thông minh, đúng không? Chịu thương chịu khó có ngày thành công. Mà riêng cái thằng tập tạ đó, càng nghèo càng chịu thương chịu khó càng chết. Ngon phản biện đi các bạn, không thành công được. Không thành công được, nó ngộ lắm. Vậy ngẫm nghĩ đi. Vậy thì quay lại cái dòng blood flow mà nó phải nhiều dinh dưỡng. Rồi cái tốc độ nó phải mạnh nữa. Máu đẩy cái dòng máu nhiều dinh dưỡng nó tới cơ. Cơ từ chối, không nhận. Ta bận rồi, ta không nhận mày, thua luôn. Vậy thì cái yếu tố cuối cùng là cơ nó phải há cái miệng nó chờ sẵn nó nhận. Thì ba cái yếu tố đó tạo ra một cái trạng thái pump. Mà khi pump như vậy bạn, cái trạng thái pump là bạn người bạn ấy, nó có cái cảm giác nó không phải là energy nha, nó dồn rồi cơ nó phồng rồi đó. Đó cái kiểu đó đó, chứ không phải tập luyện xong thở học mà hôi mồ kê nhổ nhả sắp xỉu tên ơi. No, cái pump là một cái cực kỳ an toàn. Re-workout pump nó rất an toàn các bạn, nó phù hợp cho mọi đối tượng, người già, người trẻ, phụ nữ đồ tập được hết, không sợ mất ngủ. Ok, không sợ mất ngủ mà ngủ ngon nữa, ngủ ngon nữa. Nên bây giờ Duy Nguyễn chơi pump không à. Còn energy thì khác, energy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong thế giới energy nó phức tạp hơn các bạn. Energy đểu, energy hổng đểu. Energy đểu là gì? Là energy nó pump bạn bằng một khối lượng caffeine cực kỳ khủng. Tại vì tôi không cần chất khác, tôi cần một mình caffeine tôi uống vô là bạn lên đến nhà bắt con gà liền. Mà bạn nên nhớ nha, cái khối lượng caffeine mà tối sức chịu đựng của con người ta có thể chịu đựng nữa nha. Là theo nghiên cứu khoa học người ta nói là 400mg cho tôi nè. Tôi thằng kia thằng đệ tử tôi nhỏ hơn chắc 300 thôi. Mà bạn dứt một cái sản phẩm mà nó 300 rồi là bạn thấy ẩu rồi đó. Ẩu rồi Tú ơi, Tú ẩu rồi Tú. Mà 300 đó mà nó đến từ là Caffeine Anhydrous. Còn chết nữa. Cái đó là caffeine cùi bắp nhất luôn. Giờ vậy tóm lại lướt luôn. Caffeine Anhydrous là gì? Là caffeine khang. Nó lấy hết caffeine. Không biết có tổng hợp không, tôi dám nói nha. Cái chữ Anhydrous nó không nói là caffeine thiệt hay caffeine xạo, cái đó không nói. Nhưng mà chỉ nói là cái dạng khang thôi, chứ còn thường rẻ chắc nó cũng lụi chứ không phải đồ thiệt đâu ạ. Cái này là mình có quyền nghi các bạn, tiền nào của đó thôi à. Đúng không? Sức hỏng gãy gặm có 200 nháy thì tao không dám đâu. Nhưng mà 200 triệu thì được. Giờ quay lại cái anhydrous đó, là cái caffeine mà nó khang á, nồng độ rất là cao, nồng độ rất là cao. Uống vô á, khi bạn uống vô là nó đẩy cái energy lên cái phéo vậy nè, đó, dựng thẳng luôn. Lúc đó mình cảm giác giống như là mình là chúa tể vũ trụ vậy đó. Tất cả muôn loài quỳ xuống rồi, tập tạ khùng khùng, đâu đẩy xong thở không, phê quá sung quá đẩy, đó cái cảm giác đó đó. Nhưng mà mình nên nhớ cái đồ thị của thằng An thấy rồi, đó là như này, nó dựng cái bạc lên xong nó rớt cái bạc xuống, nó dựng cái bạc lên nó rớt cái bạc xuống, ngay đỉnh nó là bị ngộ độc caffeine. Vậy thì bây giờ dựa vào cái đồ thị hình tháp mà nó lên nhanh mà nó xuống nhanh như vậy là cái gì? Nó tạo ra cho bạn cái cảm giác crash, dịch cho tiếng Anh là đụng xe đó, nhưng không phải, cái này giống như sụp đổ mà. Cảm giác sụp đổ khi mà cái dòng năng lượng nó đang đi xuống như là bạn bị sụp đổ, bạn rất là mệt, bạn chóng mặt buồn nôn, tụm lum lưa luôn, rồi có thể xỉu nữa đó. Đó là những cái hạn chế của anhydrous, nên rất là nhiều cái dòng thực phẩm bổ sung re-workout rẻ tiền á, nó tạo cho bạn một cảm giác crash, bạn nó uống bị rồi khai đi, cảm giác ép tim, hồi hộp, sợ cái gì không biết nữa, ai ám sát mình hay gì đó, nó rất là nhiều tác dụng phụ đó. Còn thằng PUMP thì nó là Stim free, nó không có cái trạng thái đó. Thì giờ bạn đã hiểu ra cái bạn cần là một lì rồi cao gì rồi gì. Tôi không nói energy là xấu nha bạn, tôi chưa hề nói nha. Tôi chỉ phân tích cho bạn là energy nó là như vậy, còn PUMP nó là như vậy. Trong energy nó có dít, có đáp, có đi và có đơ. Thì bạn nào mà chơi energy mà cái muỗng nhỏ mà cái liều ảo, cái liều mà giấu không có rõ ràng thành phần này nọ kia, mà chơi thêm một cái mà caffeine anhydrous, bạn lên mà gặp thằng caffeine anhydrous đi, bạn thấy bạn chạy liền. Hầu như 99% nước uống energy hay là rượu công cùi đều đến từ caffeine anhydrous. Tại vì buôn bán thì phải có lời, nó bán tới đầu dùng bạn mà dùng cuối, nó phải đặt vô miếng đại lý vô miếng tất cả miếng thì nó ra cái sản phẩm vừa được. Cái vợ nó phân tích rằng dân châu Á này nghèo nè, chắc chừng 500.000, 600.000, 700.000 nó chịu được, chứ lên triệu nó chạy hết thôi, chạy nó cắn nó đi, nó tập thì ví dụ nó tập nó đẩy đùng nó tập mệt mình nó thừa nó, mày tại mày tập nhiều mày mệt thôi, rồi xui xui mày bị tả đè mày chứ phải tao làm mày đâu. Thôi không hù bạn nữa, mất thời gian chương trình, nó tóm gọn lại trong thế giới điều cao đến từ ba thằng bổ sung energy là cái chai nước. Chai nước energy nó có chữ energy luôn, bên Mỹ bán rất nhiều. Kế đến là re-workout, re-workout nó có bột và có nước. Vậy thì re-workout nó phải là nó phải có những chất của re-workout nữa. Đó. Vậy những chất của re-workout là chất gì chúng nói. Và cái thứ hai là re-workout tiên tiến hiện đại bây giờ là PUMP Stim free, dùng an toàn hơn. Nó sẽ không có cung cấp cho bạn một cái dòng energy độc tử mạnh mẽ, mà nó thay bằng đó là cảm giác PUMP. Thì người ta nghiên cứu ra điều cao, người ta cũng phải coi làm như thế nào đó là một loại điều cao thực thụ. Nó cũng phải phấn đấu, nó phải tranh đấu ghê gớm lắm. Nhưng mà những dòng PUMP thường nó mắc hơn kia nha các bạn. Dòng PUMP là gì? Nó có được hết những cái kia mà nó lại không bị dính tác phụ của những cái kia. Tác phụ của những cái kia nó khó lắm. Giờ video phần cuối là gì sẽ đi vô PUMP. PUMP bây giờ là PUMP của nhà EVP trước đi. Cái PUMP này thì cũng nói chung là phải chưa phải mắc nhất đâu, nhưng mà chơi được các bạn. Chạy Olympia chơi mà, nên bạn thấy bên EVP quảng cáo PUMP này cũng mạnh hơn nữa nè. Tại vì PUMP là một cái cảm giác phải có được, chắc chắn phải có được. Và ở trong thằng EVP extreme nó là re-workout energy, nhưng mà nó cũng phải có PUMP. Nếu mà trong sản phẩm re-workout của bạn không có thành phần tạo PUMP thì dục bà đi, tôi nói rồi đó, dục. Vậy thì nhìn vô đây thấy cái gì đâu nè, thấy nè, nó maximum nè, PUMP intensity, đó là nó tối đa hóa cảm giác PUMP cơ cho các bạn. Và thứ hai đó là mental là tập trung trí não á, tỉnh táo là tập trung trí não. Cái thứ ba nữa là độ bự cơ, chữ này dịch ra độ bự cơ đi đó. Vậy thì đi vô thằng PUMP này, khi mà bạn nghiên cứu điều cao, bạn phải tập trung vô những cái thành ba cái chính. Thứ nhất á, là nó là EVP 3D NO Performance Matrix. Chữ NO là cái then chốt nó tạo ra PUMP đó bạn. Thằng NO giống như là nguyên sói vậy đó, nó vẫn mang tướng theo đánh lộn tạo thế trận PUMP. Thì cái dòng đầu tiên Duy sẽ dịch cho các bạn hiểu là đại loại đó là ba cái chất ở dòng này là nó tạo ra cảm giác PUMP cực đỉnh. Dòng thứ hai á là dòng Horizon Trend. Nói chung là trong tập luyện nó phải có cái đó, nó phải đạt được cái đó thì cái kết quả tập luyện của bạn nó mới thành công. Nó người có thể hiểu là phình cơ bồ, rồi điện giải, bù trừ nước đồ đó, những cái đó đó. Nên cái chữ Hydration không dịch được, dịch ra Hydrat hóa là nó phèn bà cố luôn nha. Nên cứ nhờ chấp nhận chữ Hydration đi. Rồi cái dòng thứ ba là Focus. Focus là tập trung, bạn phải tập trung mà mới tập được. Thì đó là ba yếu tố chính để tạo ra cái reward cao. Còn nếu mà reward cao bạn không có mấy đó, nó có mấy khác là đầu cao xàm, nó làm label ẩu hay gì đó, tự nhiên nhậm caffeine vô tôi tăng không, mà tăng khi mấy cái kia tôi không có. Vậy thì tôi tập luyện tôi lấy năng lượng từ đâu, đúng không bạn? Bạn tập reward cao bạn phải hiểu bạn lấy năng lượng từ đâu. Cái gì nó làm cho bạn ra dòng NO là gì? Nitric Oxide. Rồi cái gì nó làm cho bạn hydration, rồi cái gì nó làm cho bạn focus, nó phải có những cái đó. Thì rất may mắn là thằng PUMP này nó diễn giải rất là dễ hiểu, mà cũng phải dễ hiểu rồi, tại tôi tìm hiểu tôi nói cho bạn cũng dễ hiểu thôi. chứ bạn vô vận động vẫn chịu luôn nha. Cái hũ này á là 40 sơ binh mà nó chia ra hai cấp độ, một lần dùng một sơ binh cho con nhỏ, một lần dùng hai sơ binh cho con bự. Nó thật sự mình cũng có con sơ binh rồi mà mình dàn sơ binh thôi đủ rồi, quất ngon mà. Cần gì nữa, hàng xịn mà, hàng triệu mấy cũng hàng mấy trăm đâu, đúng như nói nè. Rồi thôi giờ diễn giải nhanh lẹ đi cho bạn hiểu rồi nè. Nhìn vô đây nè, thằng Citrulline, đồ thằng này thêm bài lừa nữa nè. Tôi nói bạn, cuộc đời bạn uống liều cao rẻ tiền nó lừa bạn, xỏ mũi bạn giờ lỗ bấm phèn hết nổi luôn rồi. Nó sắp bấm nhiều quá rồi, hết chỗ bấm phèn cho nó xỏ tiếp rồi. Cái thằng Citrulline này nè, bạn sẽ thấy một cụm từ là Citrulline Malate. Đó, đó là Citrulline tạp chất. Citrulline nó pha chung với axit Malate tạo ra muối lùm lừa, nó không được nguyên chất. Là ví dụ như nó 10g đi thì nó đâu có được 10g. Tùy vào tỷ lệ nó pha với cái muối Malate nhiều quá thì nó ra số gam thật là nhiều. Rồi cái thứ hai nó hấp thu cũng chậm, tất cả nó đẩy nó không có gớt. Tóm lại kiến thức nó thâm sâu lắm. Bạn nhớ thằng Citrulline mà để chữ Malate một cái một là tao cho mày xuống thứ cấp rồi, thế thôi. Còn thằng Citrulline này là pure, pure là tinh khiết, là xịn sò, là zin đó. Mà bạn nhớ rằng tinh khiết là xịn sò, zin và zin thì nó là high class. Vậy thì ở trong đây nó bèo bèo thôi, một liều nó 3g thôi. Mà muốn đấu với 3g này á thì thằng má lạch không biết nhiêu gam mới đủ. Vậy bà hỏi ủa sao nó bỏ luôn 6g? Mà em tao tính hết rồi bà khè khôn nữa Đó, nhiều thằng khứa vậy đó mấy em. Ủa sao không bỏ 6g làm gì? Chị và má, người ta bỏ ra bao nhiêu người ta phải có cái sự phù hợp. Thứ nhất là cơ thể nó hấp thu được hay không, nó cần hay không, rồi nó kết hợp những chất vệ tinh kia. Tại những chất trong đây nó bà con nó chuyển đổi qua lại nhau mà. Trong cơ thể nó tổng hợp được này luôn nè, nhưng mà số lượng rất là nhỏ. Mà ăn ở ngoài không có, nên người ta mới bỏ vô đây. Nó nhiều cái lý do lắm, các bạn đừng có hỏi cái kiểu mà cắt cớ nhà khoa học nha. Rồi biết vậy đi, biết nói chung là Citrulline xịn, tôi nói bằng cái Citrulline bằng cái chữ má là bạn để nó thứ cấp cho tôi. Rồi xong. Rồi thằng beta alanine nói nhiều lần rồi, thằng beta alanine thì nó giúp là nó chống mỏi cơ, để tập nhiều. Đó, chuyện này thì đơn giản thôi. Nhưng mà thằng này nè, thằng này mới giữ nè. Arginine nitrate NO3T. Thằng này có Duy Nguyễn nó làm một video riêng rồi. Tú phải dàn link bài viết về sản phẩm về cái thằng NO3T này cho các bạn đọc lại để bạn thấy được. Đó là cái key của cái sản phẩm nó nằm ở chỗ đó đó. Thì nó tóm lại là ba thằng đó nó sẽ liên kết bập lại với nhau, nó tạo thành một cái ma trận axit nitric rất là biết vậy đi. Mà cái thằng arginine nitrate này nó tới 1g nữa. Đó, ok. Rồi, vậy bạn hiểu được không? Bạn hiểu được ba chất này nó tạo ra cái dòng nitric oxide đúng không? Đó, nhớ hiểu được nó làm mới quất được. Rồi một muỗng này nó tới 12g, vậy nó còn những cái gì? Qua tới dòng thứ hai. Là cái thằng tới cái dòng là hydration. Đối với hàng của Duy Nguyễn xài, Duy Nguyễn thấy nó bình thường. Chứ còn đối với người ta thấy nó cũng phi thường lắm. Nó bỏ cho bạn nước dừa tới nửa gam á bạn. Nước dừa là điện giải, nói chung là nói tới điện giải thì ở trong công nghệ thực phẩm bổ sung nó hay dùng nước dừa. Nó hay dùng nước dừa nha, nước dừa Bến Tre tôi đó. 500mg là nửa gam. Rồi cái thứ hai là creatine monohydrate. Cái creatine thì chuyện đó bình thường, gì nó nói creatine monohydrate nó bỏ vô 1,25g mà cho nó vui vậy đó, thấy không? Nhưng mà ở cái creatine lại là một câu chuyện lừa đảo tiếp. Cái creatine này uống vô không phải nó quất liền, nó phải tích lũy trong cơ. Mà creatine để làm gì? Creatine nó tham gia trong cái một trong ba cái phương pháp tái tạo ATP. Cái hệ đầu tiên là creatine, mà creatine nó có thể tổng hợp đầy rồi. Cuộc đời tôi nhỏ lắm, tôi uống súp 200 năm vui rồi, tôi mua cái hũ mà creatine không mà tôi bỏ tôi uống, chưa bao giờ never luôn, không cần. Không có cần. Đây là bài toán vụ nghèo. Vụ nghèo là gì? Cái hũ creatine nó rẻ bèo à, hũ đó 500.000 cũng gì. Creatine xịn lắm nha, thì creatine xịn lắm, 1.000 triệu mà bảo đảm sự ở đâu không biết, tôi không biết. Về Việt Nam mà creatine chừng triệu nó 800 nó mua đâu, nó mua 300-400 à, creatine của bóc không à. Tất nhiên bạn hỏi lại gì vai trò creatine, mẹ nó nếu mà nó nói không mạnh nó bán mà, đúng không? Nó phải nói creatine tạo ra sự bự cơ, bự không bự sống bự mày, ăn cơm cũng bự cơ vậy, bự cơ làm sao? Thì cái creatine nó chui vô cơ mày nằm thì cơ mày phải bự rồi, đúng không? Giống như đứa nhỏ nó chui vô bụng vợ em thì em vợ em cũng phải bự thôi, có khác gì đâu. Vậy thì đâu phải là có một mình thằng creatine nó chui vô cơ, mấy nước nó chui vô cơ cũng được vậy. Vậy tao nói thôi giờ uống nước đi, rồi lái cô sình lái cô sình nó chui vô cơ cũng được vậy. Creatine phải hiểu cho đúng. Rồi cái thứ hai đó, nó nói creatine mạnh. Creatine mạnh ở đâu ra? Tức là cái creatine mạnh đó là nó đến từ cái việc mà nó tạo ra một trong ba cái nguồn tái tạo ra ATP đầu tiên. Thì để tái tạo ATP đầu tiên là phải có mình creatine. Tăng cơm cũng mạnh vậy. Vậy tôi nói ăn cơm cũng mạnh được, cũng được có sao đâu, hiểu không? Mình hiểu đúng bản chất vấn đề và mình phải giải thích được sao nó mạnh. Nhưng mà thôi kệ nó, chiêu làm ăn, bỏ vô vậy mới bán được má. Còn mà ai như ông lắp nó ra, ông quất creatine ra ngoài luôn, mấy thằng gà nó nhìn không biết. Nó tóm lại là sao? Bạn nhìn vô thành phần này không có cái chất nào mà nó gây ra sự kích thích hết, mà nó tập trung, nó pump cơ rất là tốt, tập luyện rất là ok và không mất ngủ, vậy thôi. Nên các bạn muốn tìm một cái sản phẩm reward cao để làm gì? thì các bạn phải hiểu, tạo xem video ngày hôm nay thì bạn hiểu được cái nhu cầu và cũng như cái sự mong muốn của mình để mình tìm ra cái loại rượu cao cho nó phù hợp. Rồi video này Duy Nguyễn sẽ không có làm một clip pha uống, nhưng mà pha uống thì nước vậy Duy Nguyễn uống hoài rồi. Nói chung cái hàng của Evogen rất là mắc, thì khỏi bàn cãi đi, nó là top rồi, nó mắc và nó xịn. Nói chung là cái thằng Evogen này nó rất là mạnh về cái dòng energy, và cái dòng này dòng phục hồi nó rất là mạnh đó. Thôi giờ nhìn thấy thằng beta alanine nói tê bạn tác dụng ngứa da có mà nó cần không, giờ hết cần rồi. Hồi xưa cần, giờ hết cần rồi, thiệt hết cần rồi nhé. Hết cần sao tới sản phẩm đệ nhất rượu cao PUMP đi biết nó hết cần đó. Còn ngày xưa cũng có, nói chung là cái hàng PUMP này thì nó kết hợp giữa cũ và mới có cũ đó, mình biết vậy. Nhưng mà nếu mà cái nào hết cần thì cũng phải hàng xịn nha, bỏ hàng bậy bạ vô là không được. Đó, nó tóm lại là như vậy nha các bạn. Rồi các bạn để hiểu thêm sản phẩm này, các bạn xem bài viết chi tiết trên website. Trên bài viết chi tiết trên website TheHinhOnline.com.vn thì Nguyễn trình bày nó đàng hoàng hơn. Còn này Ngô Phong nó vui vui thôi nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.